Bếp cơm 12 mến chào tất cả các bạn nha. Hôm qua thì mình được cho 7 trái bắp tím, nhìn cái màu của nó rất là đẹp luôn đó các bạn. Vì vậy thì hôm nay mình sẽ nấu một cái món rất là ngon và đơn giản luôn. Các bạn vào bếp cùng mình nha. Nếu thấy video hay và hữu ích thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye!